Chỉ khi nào mình nghĩ rằng mình chưa ổn thì mình mới cố gắng nỗ lực mà mình thay đổi và mình vươn lên thôi. Chứ còn nếu như mình cảm thấy ổn rồi, mình cảm thấy mình biết rồi, mình cảm thấy mình ngon rồi thì mình sẽ không cố gắng học tập, sẽ không cố gắng để mà thay đổi, và khi đó thì chúng ta sẽ không có một cái điều gì đó mới đến với cuộc đời chúng ta. Và cuộc sống thì nó giống như là một cuộc đua. Nếu chúng ta dừng lại thì tức là chúng ta đang bị tụt lùi về phía sau. Đấy. Anh chị em biết là khi mà chúng ta được sinh ra trên cuộc đời này là chúng ta đã phải tham gia một cuộc đua với hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu, coi như là những đối thủ anh em của chúng ta, để chúng ta có thể là gì ạ? Kết hợp với một cái sinh sinh linh để chúng ta có thể ra đời, đúng không ạ? Thì cuộc sống bản chất nó cũng đã là một cái cuộc đua. Dù chúng ta muốn hay không thì chúng ta vẫn phải tham gia cuộc đua này, đúng không ạ? Và cái việc mà chúng ta phải tiến lên về phía trước là vô cùng quan trọng. Thế thì để tiến lên phía trước thì chúng ta phải biết cách, và chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đang tiến lên hay chúng ta đang tụt lùi, chúng ta đang dừng lại hay là chúng ta đang di chuyển, đúng không ạ? Chúng ta đang đi đúng hướng hay là chúng ta đi sai hướng, đúng không ạ? Giống như là cái con TT, tức là nó đi đúng hướng hay nó dễ nó đi sai hướng, nó chạy lòng vòng này hay là gì ạ, nó di chuyển thẳng về phía trước. Thì đầu tiên là chúng ta phải nhận thức ra rằng chúng ta đang đi đâu, đi đúng hay đi sai đấy, và chúng ta cần phải thay đổi phương hướng như thế nào đó. Thế thì bốn năng lực đó như sau: năng lực đầu tiên năng lực nhận thức, năng lực thứ hai là năng lực thay đổi, năng lực thứ ba đấy là năng lực ra quyết định, và năng lực thứ tư là năng lực hành động. Năng lực thứ nhất thì chúng ta đã được học vào cái thứ sáu tuần trước, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục về cái chương trình bốn năng lực cốt lõi với cái năng lực về sự thay đổi, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng thay đổi để chúng ta tiến về phía trước, đi về cái cuộc sống thành công một cách viên mãn, thành công nhưng mà vẫn gì ạ, vẫn có hạnh phúc, đúng không ạ? Thành công mà chúng ta cảm thấy vui vẻ, cảm thấy sung sướng, chứ không phải là thành công mà lại cảm thấy vất vả, cảm thấy khổ sở, cảm thấy đau buồn. Ok không ạ? Rồi, thì trong cái quá trình mà chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi theo từng những cái bước nhỏ như này. Hơi chia nhỏ cái bước này ra. Trước khi mà chúng ta thay đổi ấy, thì bao giờ cũng vậy, nó sẽ đến từ một cái tín hiệu nào đó. Trước khi mà nhận thức thì bắt đầu chúng ta sẽ nhận ra một cái tín hiệu nào đó. Ví dụ như này, khi mà chúng ta trước đây thì khi đó thì Huy mấy chục năm rồi, Huy chưa nghĩ đến cái việc mà chạy chạy bộ hay là chạy marathon, thế này có huy chương marathon. Nhưng sau một thời gian mà Huy đi học, tức là mình cũng muốn thay đổi, thì khi đó bắt đầu mình đi học, và trong các lớp học ấy, thì người thầy của Huy cũng như là rất nhiều học viên ở trong lớp đó, họ bắt đầu rèn luyện bản thân và phát triển bản thân. Anh chị em biết rồi, phát triển bản thân đó là phát triển về tâm thân trí, đúng không ạ? Về gì ạ? Về cái đầu tiên là về về tâm hồn của mình xây dựng một cái tâm hồn trong sáng, giúp đỡ mọi người cho đi, đúng không ạ? Biết ơn và yêu thương. Thân thì chúng ta rèn luyện về sức khỏe, rèn luyện về cơ thể để cho mình có một cái sức khỏe tốt, một cái tâm hồn trong sáng, một cái tâm hồn phát triển, một tâm hồn năng lượng sẽ có ở trong một cái cơ thể khỏe mạnh, đúng không ạ? Thứ ba là trí. Trí ở đây là trí tuệ, mình sẽ rèn luyện học tập, đọc sách, nghiên cứu, rồi học từ rất nhiều các cái nguồn khác nhau, thì đấy là phát triển bản thân. Và khi mà phát triển bản thân ấy, thì bắt buộc mọi người sẽ phải rèn luyện cái thân thể của mình, và khi đó thì Huy bắt đầu nhận những cái tín hiệu. Những cái tín hiệu đó là gì ạ? Đó là thấy thằng này nó chạy 42 km nó khoe,
nó đăng bài lên nó khoe. Đấy, thấy ông thầy chạy 42 km, ông đăng tận bài lên ông khoe. Đấy, rồi trong cái lớp học thì ông cũng khoe rất nhiều, ông nói về marathon, ông nói marathon tốt thế này, marathon tốt thế kia. Thì lúc đó bắt đầu mình mới nghe, mình mới nhìn, mình mới cảm nhận được những cái tín hiệu về cái việc đó. Và lúc đó mình mới nhận ra rằng, à, trước đây mình chưa phát triển bởi vì mình đã không rèn luyện thân thể. Và mình không rèn luyện thân thể cho nên mình không có phát triển được bản thân. Để phát triển bản thân thì mình phải làm được cái điều đó. Đấy là sự nhận thức. Nhưng sự nhận thức đó nó bắt đầu đến từ những cái tín hiệu trong cuộc sống, tín hiệu trong cái việc mà chúng ta tiếp nhận nó. Và nếu như mình thực sự mong muốn điều đó, mình thực sự khát khao điều đó, thì cái tín hiệu đó tiếp tục được tác động với mình. Nhưng nếu như mình không khát khao về đó nữa, tức là mình không thích cái điều đấy, mình lúc đó ấy, thì mình cảm thấy rằng cái điều này nó không cần thiết, mình cảm thấy điều này nó không đáng để mình làm, cái điều này nó vất vả, cái điều này nó khó, cho nên mình không có khát khao. Đầu tiên là mình không có khát khao, cho nên mình bỏ qua nó. Cho nên mỗi khi mà ai đó nhắc đến chạy bộ, nhắc đến marathon là mình gì ạ, mình gạt sang một bên. Tức là gì ạ, nó cái tín hiệu đó nó không còn si nhê, không còn tác động với mình nữa. Đấy, nhưng mà cái tín hiệu này nó cứ tiếp tục kiên trì, nó tác động với mình. Và đến một ngày thì mình cũng thấy rằng là mình muốn thay đổi thực sự thì mình phải làm theo những cái hướng dẫn của người khác. Mình không thể ngồi nghĩ được, mình không thể ngồi nghĩ là liệu nó có tốt không nhỉ, liệu nó có ảnh hưởng gì không nhỉ. Cái việc mà phát triển bản thân thì liên quan gì đến việc tập thể dục, cái việc phát triển bản thân thì liên quan gì đến việc mà chạy marathon, đúng không? Thì lúc đó thì bắt đầu mình đặt câu hỏi và mình nhận ra rằng là nếu như mình chạy marathon, nếu như mình rèn luyện bản thân thì cái cơ hội để mình phát triển bản thân cao hơn. Mà những người phát triển bản thân họ đều chạy bộ. Thế là gì ạ? Là từ đó mình bắt đầu có một cái khao khát. Có một cái khao khát đó là mình mong muốn được chinh phục cái giải marathon. Mình có một ước ao có thể chạy bộ được 42 km. Và cái khao khát này nó bắt đầu nó thôi thúc mình. Và bắt đầu vào một ngày đẹp trời thì mình quyết định là xỏ giày và gì ạ? Và chạy bộ. Đấy. Và đấy là cái thay đổi ở trong suy nghĩ của mình, cái thay đổi trong tư duy của mình và thay đổi ở trong cái trạng thái cơ thể của mình. Cái thay đổi này nó không diễn ra một cách nhanh chóng, cái thay đổi này nó không diễn ra một cách ngay lập tức, nhưng nó được tích lũy sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, hoặc là gì ạ, nhiều lần mà mình nhận được cái tín hiệu đó. Sau nhiều lần mình nhận được cái tín hiệu đó, nhận cái ra cái nhận thức đó, thì bắt đầu mình có sự thay đổi. Sự thay đổi này nó biến hóa ở bên trong mà mình không biết. Nhưng vào một ngày đẹp trời thì mình đã ra quyết định là mình sẽ phải chạy bộ. Cái việc mà mong ước để có một cái huy chương 42 km, mong ước để tham gia một cái giải marathon, thì nó dẫn dắt cho mình một cái hành động nhỏ, cái hành động đơn giản, đó là xỏ giày chạy ra khỏi nhà vào buổi sáng đó, và kể cả buổi tối. Kể cả nhiều khi là buổi sáng mình bận thì mình chạy buổi tối đó. Và sau nhiều ngày nỗ lực cố gắng tập luyện đấy, cộng với cả kết hợp với thay đổi cái chế độ về dinh dưỡng, thì Huy đã chạy được 5 km, và sau đó thì chinh phục được 10 km, và sau đó chinh phục được 15 km, và sau đó chinh phục được 21 km, và sau đó chinh phục được 42 km. Và thực sự ước mơ đã hoàn thành, ước mơ đã đạt được, anh chị em ạ. Chỉ vì đơn giản nó bắt đầu từ những cái tín hiệu, bắt đầu từ cái sự khao khát, sự mong muốn thay đổi, bắt đầu từ sự nhận thức ra rằng à, mình phải làm cái điều đó. Ví dụ rất nhiều anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay, chúng ta tham gia phòng Zoom này với một cái vai trò là một người nghe, đấy, một người học, một người quan sát, có đúng không ạ? Có rất nhiều người vào đây xem bọn nó nói cái gì, rất nhiều người vào đây xem bọn nó có bán cái hàng gì không, xem là bọn nó có lùa gà không, xem bọn nó có lừa mình cái gì không. Nhưng có rất nhiều người nghe mãi rồi vào quan sát, xem mãi rồi, xem mãi rồi, xem mãi rồi, mà chẳng thấy nó bán cái gì cả,
Có rất nhiều người bảo bọn này nó bán cái gì đó, nó tạo lớp phễu để nó bán hàng, nhưng mà chẳng thấy nó bán cái gì. Nó cứ dậy xong nó kết thúc, nó cảm ơn, nó chào xong rồi nó lại xuống, hôm sau lại giảng xong lại kết thúc lại chào, chẳng thấy bán gì cả. 3 năm nay rồi anh chị em, 3 năm nay chẳng thấy bán cái gì cả. Thế là rất nhiều người mới đầu vào quan sát, sau đó mới nhận ra à, đây thực sự là phòng Zoom có giá trị thật. Và những con người ở đây là họ thực sự là muốn trao đi giá trị, họ muốn trao đi kiến thức, họ trao đi cái trải nghiệm của họ, muốn trao đi cái tri thức cho cộng đồng, để giúp cho cộng đồng Việt Nam càng ngày càng giàu mạnh hơn. Và càng có nhiều người thành công, càng có nhiều người giàu mạnh hơn, thì đó là cách để giúp, để giúp chính bản thân những cái người đang đóng góp ở đây, để giúp cho họ phát triển. Bởi vì cách đơn giản nhất, cách dễ nhất để phát triển, đó là giúp người khác phát triển, đúng không ạ? Nếu anh chị em nào quan tâm đến 42 km thì Huy có một cái video ở trên YouTube, anh chị em search cái từ là gì ạ, là chinh phục 42 km hoặc lần đầu chinh phục 42 km trong gạch ngang Nguyễn Quang Huy, thì anh chị em sẽ tìm thấy ngay cái phần chia sẻ của Huy, đúng không ạ? Thời gian bao lâu rồi, làm như nào, anh chị em sẽ chia sẻ như nào, ok không ạ? Nhá. Thì đầu tiên nó là cái việc mà chúng ta phải có một cái khao khát, và khao khát này nó đến từ cái sự nhận thức, đúng không ạ? Rồi sau khi chúng ta nhận thức ra, chúng ta cần phải thay đổi rồi. Bao nhiêu anh chị em chúng ta đã nhận ra rằng chúng ta cần phải thay đổi đó, bằng cách sử dụng những câu hỏi giống như đợt trước Huy đã chia sẻ, đó là sử dụng câu hỏi. Huy tự hỏi mình rằng tại sao mình cần phải làm cái việc này, cái việc này liệu nó có cần thiết không, cái việc này liệu nó có đáng hay không, được chưa ạ? Thì chúng ta sử dụng câu hỏi để chúng ta đặt ra, ví dụ như này, chúng ta đặt ra câu hỏi này, mình có đang ổn hay không. Ví dụ như trước đây thì Huy làm 13 năm trong lĩnh vực nhà thông minh. Thì 13 năm trong một công việc thì anh chị em biết là nó đã rất là kỳ cựu rồi, nó rất là lâu rồi. Và mình bị kẹt ở trong công việc đó. Mình không bao giờ mình đặt cho mình những câu hỏi là liệu mình có thực sự thích cái công việc này không, đúng không ạ? Mình không đặt cho mình câu hỏi đấy, cho tới khi mình bắt đầu nhận được những cái tín hiệu, và bắt đầu mình đặt ra câu hỏi, mình có thực sự đam mê công việc này. Trước đây mình cứ nghĩ rằng là mình thực sự đam mê công việc đó. Nhưng mà sau khi mình sử dụng một số câu hỏi, mình đã nhận ra đấy không phải là đam mê của mình. Huy hỏi, tự hỏi như này, tại sao mày lại đang làm công việc này? Thì mình tự trả lời cho mình, đó là bởi vì tao thích, bởi vì tao đam mê. Thế thì Huy hỏi tiếp, nếu như có công việc khác giúp mày có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì mày có còn đam mê công việc này không? Thì mình mới bảo ù nhỉ, nếu mà có công việc khác kiếm nhiều hơn thì mình làm công việc kia để kiếm tiền nhiều hơn chứ, đúng không? Thế mình mới hỏi là nếu như làm công việc này mà không kiếm ra tiền thì mình còn tiếp tục làm nữa không? Mình chết mẹ, nếu mà làm mà không có tiền thì làm gì nữa, làm không có tiền thì làm là sao nữa, ok không? Anh chị em có thể tự đặt câu hỏi này cho mình nhé, đúng không ạ? Anh chị em cứ tự đặt câu hỏi này cho mình, tại sao mình lại đang làm công việc mình đang làm, đúng không ạ? Và tại sao mình vẫn làm cái công việc mình đang làm? Nếu công việc đó không làm ra tiền thì mình có làm công việc đó nữa không? Nếu có công việc khác giúp anh chị em kiếm nhiều tiền hơn thì anh chị em có thay đổi công việc không, đúng không ạ? Nếu công việc khác giúp anh chị khỏe mạnh hơn thì anh chị em có thay đổi không? Nếu công việc khác giúp anh chị em có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, anh chị em có thay đổi không? Nếu công việc khác có thể dễ dàng hơn trong cái việc thành công thì anh chị em có thay đổi không, đúng không ạ? Việc của chúng ta đó là liên tục đặt ra cho mình những cái câu hỏi tự vấn đó, và sẽ giúp cho chúng ta tạo ra sự nhận thức. Và khi đó Huy nhận ra rằng trời ơi, mình sai rồi. Đấy là sự nhận thức, đúng không ạ? Khi mình nhận ra rằng mình sai rồi, mình cứ tưởng rằng đấy là đam mê, đấy là gì ạ? Đấy là cái thứ gì đó mà mình sẽ làm trọn đời,
Nhưng xin thưa là không. Bởi vì sao ạ? 13 năm mình làm cái công việc đó nhưng mà mình không có phát triển được. Đấy, mình không có thay đổi được cái gì cả. Đó. Thế thì 13 năm tới mình vẫn thế. Mà nếu 13 năm tới mình vẫn thế thì cuộc sống mình sẽ ra sao? Mình sẽ bi đát như nào? Được không ạ? Anh chị em tự đặt cho mình cái câu hỏi này. Và sau đó chúng ta hãy nhận ra rằng, à, chúng ta đang thực sự tìm đúng công việc hay chưa. Nếu tất cả những câu hỏi của Huy hỏi anh chị em đều trả lời một cách nhanh chóng và một cách tự hào, với một cái niềm sung sướng, thì xin chúc mừng anh chị em. Còn nếu anh chị em cảm thấy lăn tăn, cảm thấy giống Huy trước đây, đó là mình cảm thấy có những cái tín hiệu không ổn, thì khi đó thì đó là những cái dấu hiệu để chúng giúp chúng ta thay đổi, đúng không ạ? Và để mà thay đổi được, chúng ta phải xây dựng cho mình cái kịch bản để thay đổi và công thức để thay đổi, đúng không ạ? Mà ngay sau đây thì Huy sẽ hướng dẫn giúp anh chị em cái cách hay là cái công thức để giúp anh chị em có thể thay đổi. Đấy. Rồi. Đấy. Thì chúng ta đến với một cái gọi là công thức của sự thay đổi. Đây là một công thức đã được chứng minh là chính xác và đã rất nhiều người sử dụng nó và thay đổi cuộc đời. Nó gọi là công thức triệu đô. Tại sao lại công thức triệu đô ạ? Bởi vì công thức này nó đã giúp cho rất nhiều người kiếm hàng triệu đô la. Thực sự nó đã giúp rất nhiều người kiếm hàng triệu đô la. Công thức này như sau. Công thức này có ký hiệu là gì ạ? P nhân với V. Đấy. Nhân với FS. FS lớn hơn R. Giống như là công thức toán học, đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em đã nhìn thấy, đã nghe thấy công thức này trước đây thì vui lòng comment số 1. Còn anh chị em chưa biết về công thức này thì comment số 2 giúp Huy, đúng không ạ? Comment số 1 nếu anh chị em đã biết đến công thức này trước đây, và comment số 2 nếu anh chị em chưa hiểu chuyện gì xảy ra và chưa nghe bao giờ. Rất thú vị. Rất nhiều người chưa biết, đúng không ạ? Ok. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải tham gia vào các lớp học, đúng không ạ? Rồi. Khi mà chúng ta chúng ta bắt đầu từ một cái điểm, nó gọi là điểm P. Đó. Chúng ta bắt đầu từ điểm B là điểm hiện tại. Được chưa ạ? Present, hiện tại, hay là gì ạ? Pain. Đó. P. Ở đây có nghĩa là gì ạ? P có nghĩa là viết tắt của từ pain là gì ạ? Là nỗi đau. Đấy. Chúng ta bắt đầu từ cái điểm P, chúng ta đang có một cái vấn đề gì đó, chúng ta đang có một cái nỗi đau gì đó. Chúng ta phải gắn vào đây một cái nỗi đau để chúng ta thay đổi. Ví dụ, nếu như mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ đau khổ như nào? Gia đình chúng ta sẽ vất vả như nào? Chúng ta sẽ mệt mỏi như nào? Nếu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục và cái vấn đề đó của mình thì liệu mình có vui vẻ, mình có hạnh phúc không? Được nhỉ? Sau đó là chúng ta đến chữ V. Chữ V ở đây đó là vision. Vision nó là gì ạ? Nó là tầm nhìn. Tầm nhìn hay là sự sung sướng. Mình mong muốn cái gì? Mình muốn trở thành ai? Mình muốn có cái gì ở trong tay? Mình muốn có nhà, mình muốn có xe, mình có tiền, mình muốn có được mua sắm mọi thứ một cách sung sướng, một cách vui vẻ.
Đấy, mình muốn được những cái trải nghiệm như nào, mình muốn ở khách sạn 5 sao, mình muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới, mình muốn giúp cho bố mình muốn giúp cho mẹ mình, muốn giúp cho con cái của mình như nào. Thì đấy là cái gì ạ? Cái tầm nhìn, đúng không ạ? Đây là V. V là cái điểm mà chúng ta mong muốn gì ạ? Đạt được. Đấy chứ ạ? Ở trong đó thì sẽ khi mà chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ phải gặp những cái vấn đề. Đấy, những cái vấn đề này nó gọi là gì ạ? Là R nó gọi là resistance. Đấy. R. Đấy, nó gọi là resistance. Đây là gì ạ? Là cái rào cản. Rào cản hay là sự cản trở. Tại sao chúng ta chưa kiếm được nhiều hơn số tiền mà chúng ta đang gì ạ? Đang có. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có cái rào cản này. Nếu không có rào cản thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được cái mơ ước của mình, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà bởi vì nó có rào cản cho nên chúng ta không đạt được những điều gì mà chúng ta mong muốn. Đấy. Và có một cái thứ rất là quan trọng ở đây, đó là cái FS. Cái FF tức là gì ạ? Là First step. Tức là gì ạ? Là cái bước đầu tiên, bước chân đầu tiên. Tất cả các hành trình nó đều bắt đầu từ cái gì ạ? Từ cái bước chân đầu tiên. Đúng không ạ? Tất cả hành trình vạn dặm đều được bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Cho nên nếu như mà ba cái này nhân với nhau mà không lớn hơn R thì chúng ta không vượt qua được cái rào cản. Đấy. Cái nỗi đau này nó phải đủ lớn. Nếu chúng ta không có nỗi đau, chúng ta cảm thấy ổn rồi. Ở cái vị trí hiện tại, ở present, đấy, chúng ta cảm thấy ổn rồi. Đấy, chúng ta cảm thấy không cần phải thay đổi, không có vấn đề gì cả. Thì chúng ta sẽ không thực sự mong muốn, không thực sự khao khát để thay đổi. Rồi cái vision này, chúng ta không có một cái mơ ước lớn. Chúng ta không mong muốn thành công, không mong muốn giúp đỡ mọi người, không mong muốn trở thành cái người tốt đẹp hơn, thì chúng ta cũng không có động lực để chúng ta thay đổi. Và có nỗi đau rồi, có mơ ước rồi, nhưng chúng ta không có những cái first step, không có những cái hành động đầu tiên để tạo ra sự thay đổi, thì cái công thức này nó cũng bằng không. Cái vế bên trái này nó cũng bằng không. Và R thì luôn luôn thì dương. Cái rào cản luôn luôn có trong cuộc sống, đúng không ạ? Trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những cái rào cản, luôn luôn có những cái vấn đề để khiến cho chúng ta không đạt được những thứ mà chúng ta mong muốn. Và chữ R thì luôn lớn hơn không. Lớn hay nhỏ thì tùy vào tâm thức của mỗi người. Có rất nhiều người coi đấy là vấn đề, coi đấy là rào cản. Có nhiều người thì coi đấy là thử thách và thích thú khi mà vượt qua nó. Chinh phục một cái 42 km nó là một cái rào cản rất là lớn. Rất nhiều người đã chưa từng có huy chương 42 km. Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta chưa có huy chương 42 km? Vui lòng comment số 3 giúp Huy, đúng không ạ? Anh chị em nào mà đã có huy chương 42 km thì comment số 4 một cách tự hào. Rõ ràng là rất nhiều người chúng ta chưa có cái huy chương. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta chưa có một cái mơ ước, chúng ta chưa có một cái ước ao, và chúng ta cũng không có một cái nỗi đau về cái việc mà chinh phục 42 km. Chúng ta coi rằng cái việc đó không quan trọng, không cần thiết. Và cái điều đó chỉ đơn giản đó là gì ạ? Là do những cái rào cản. Rào cản rằng là chúng ta không làm được. Chúng ta sợ rằng chúng ta không làm được. Cái rào cản ở đây nó được thiết kế dựa trên những cái tiếng nói nhỏ, dựa trên những cái nỗi sợ mà chính chúng ta cũng không nhận thức ra được. Rất nhiều người không nhận thức ra cái nỗi sợ của mình. Nỗi sợ rằng tôi sẽ không làm được. Giống như Huy là cái người bị thoát vị đế đệ 17 năm. Và Huy luôn luôn nói với mình rằng làm sao được. Tao không thiết kế, cái cơ thể này không được thiết kế để chinh phục cái dải 42 km. Và Huy có nỗi sợ rằng mình sẽ không làm được. Mình có nỗi sợ rằng mình sẽ mất thời gian. Nỗi sợ mình sẽ bị đau. Nỗi sợ mình sẽ bị mất sức khỏe khi mình tham gia cái cuộc đua này. Nỗi sợ rằng mình sẽ bị chê cười, nỗi sợ rằng mình sẽ thất bại.
Cho nên mình không dám tham gia vào một cuộc đua ngu ngốc như vậy. Và đến khi mà Huy thực sự cảm thấy rằng bạn bè xung quanh mình nó đều có huy chương 42 km, vậy mà mình không có. Lúc mà mình ngồi mình chơi với nó, mình nói chuyện với bọn nó, thì bọn nó cứ nói về việc chạy 42 km. Và mình cảm thấy đau đớn khi mình không biết góp chuyện như thế nào, bởi vì mình không tham gia vào trong cái quá trình tập luyện, cho nên mình không biết nói chuyện với bọn nó như nào. Và khi đó mình bị da rìa. Và chính cái cảm giác mình bị da rìa đó, mình cảm thấy mình không được yêu thương, mình không còn là một thành viên của đội nhóm đó nữa, mình không còn là một cái người bạn ở trong cái đội nhóm đấy nữa. Bởi vì mỗi khi mà nói về marathon, nói khi về chạy bộ, thì bọn nói chuyện rất là hào hứng. Nó kể về cái quá trình tập luyện, cái quá trình chuẩn bị, rồi những cái khó khăn, những cái vất vả, rồi những cái cách mà nó vượt qua, những cái bài học. Mình chẳng nói được câu nào, chỉ có ngồi nghe thôi. Và khi đó là những cái tín hiệu nó được gửi đến. Và bắt đầu mình có một cái khao khát, mình có một cái vấn đề, mình có một cái nỗi đau, đó là gì ạ? Mình bị bỏ ra rìa nếu như mình tiếp tục không tham gia vào cái quá trình đó. Và sau đó thì mình xây dựng cho mình một cái ước ao, một cái gì ạ? Tầm nhìn, một cái vision. Đó là gì ạ? Mình sẽ đạt được huy chương 42 km. Mình sẽ đứng ở trên bục giảng, nhận huy chương, và sau đó mình chia sẻ về câu chuyện của mình. Mình truyền cảm hứng cho mọi người. Đấy chính là cái gì ạ? Cái tầm nhìn khiến cho mình có động lực để mình vượt qua cái rào cản, đó là dậy sớm, xỏ giày vào và bắt đầu chạy bộ. Và sau đó thì bắt đầu Huy có những cái first step đầu tiên, đó là gì ạ? Đó là dậy, đặt báo thức. Đó. Sau đó là gì ạ? Ra khỏi giường, đi giày, bước ra khỏi nhà. Đấy là những cái first step, những cái bước đầu tiên để Huy chinh phục 42 km. Nếu không có cái first step, không có cái hành động, đó là gì ạ? Đặt báo thức. Không có hành động là gì ạ? Đặt chân xuống sàn, bỏ chân ra, đặt chân xuống sàn, đi giày vào, thì sẽ không có huy chương 42 km. Nếu không có first step thì cái công thức ở bên trái nó bằng 0. Nếu mà nó bằng 0 thì nó gì ạ? Nó vĩnh viễn không bao giờ gì ạ? Nó lớn hơn được cái rào cản. Và nó không vượt qua được rào cản thì không tạo ra được thay đổi. Đúng không ạ? Không thể tạo ra sự thay đổi nếu mà không vượt qua được rào cản. Cho nên nếu anh chị em thực sự mong muốn thay đổi bất kỳ điều gì đó, thì chúng ta hãy gắn cái điều đó với một cái nỗi đau. Bây giờ anh chị em thử comment xuống cái điều mà chúng ta đang muốn thay đổi là gì. Chúng ta đang muốn thay đổi về sức khỏe, chúng ta đang thay đổi về mối quan hệ, chúng ta đang muốn thay đổi về kiến thức, về trí tuệ, hay chúng ta đang muốn thay đổi về tiền bạc, chúng ta đang thay đổi về những cái cảm xúc của mình đấy, hay muốn thay đổi về những cái niềm vui trong cuộc sống. Hãy comment xuống cái điều mà chúng ta đang khao khát, đang mong muốn thay đổi. Hãy comment xuống điều này. Cái điều mà chúng ta đã nhận ra rằng nếu như mà chúng ta không thay đổi thì nó sẽ làm hại cho cuộc sống của chúng ta. Về lâu về dài nó sẽ không tốt. Ví dụ như này, nếu mà tôi không học tập, không phát triển bản thân thì cuộc sống của tôi sẽ bi đát như nào? Nếu mà tôi vẫn cứ tiếp tục kiếm được cái số tiền mà chúng tôi đang kiếm được đó, nếu mà tôi đang thất nghiệp, chúng tôi đang gì ạ? Không có việc làm, hoặc tôi đang làm việc nhưng không hiệu quả, tôi đang làm việc nhưng không vui, tôi đang làm việc nhưng mà chán nản, tôi đang phải thức dậy sáng thứ hai, chúng ta thức dậy, chúng ta đi làm và chúng ta cảm thấy uể oải, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta là ôi giời lại thứ hai rồi, thì đó là những cái dấu hiệu, những cái tín hiệu cho thấy là chúng ta cần phải thay đổi. Đúng không ạ? Mình muốn thay đổi cái điều gì? Thay đổi về mặt sức khỏe, hay là trí tuệ, hay là công việc, hay là tiền bạc, hay là mối quan hệ, hay là cảm xúc của mình. Hãy comment xuống cái điều mà anh chị em muốn thay đổi. Rồi, muốn thay đổi tất cả. Khi mà chúng ta nói về tất cả, tức là chúng ta không nói về cái gì cả. Và khi mà không nói về cái gì cả thì chúng ta sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Bởi vì bộ não của chúng ta nó không có cái gì là tất cả hết, nó chỉ có những cái cụ thể mà thôi, đúng không ạ? Cho nên đừng nói là em muốn thay đổi tất cả. Hãy cụ thể ra mình muốn thay đổi cái gì. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta tập trung vào một thứ thôi thì chúng ta mới làm được. Còn chúng ta muốn tất cả thì chúng ta không làm được. Nhưng chúng ta làm từng cái một, thì sau một thời gian chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thay đổi được tất cả. Thay đổi tư duy, đúng rồi.
thay đổi sức khỏe, đúng không ạ? Thay đổi kiến thức, thay đổi tiền bạc. Thế thì bất kể anh chị em chọn một cái gì thì anh chị em bắt đầu gắn vào một nỗi đau vào cái vấn đề đó của mình. Chúng ta chỉ chọn một thứ thôi nhá, trong một thời điểm chúng ta chỉ thay đổi một thứ mà thôi. Đừng chọn tất cả. Chọn tất cả tức là không bao giờ chúng ta thay đổi cái gì cả. Chọn một thứ quan trọng nhất thì anh chị em sẽ chọn thứ gì? Vì biết là anh chị em muốn thay đổi rất nhiều thứ. Bởi vì thứ này thì nó ảnh hưởng thứ kia. Khi anh chị em không có sức khỏe thì anh chị em sẽ không kiếm được tiền. Mà không kiếm được tiền thì sẽ không vui. Mà không vui thì sẽ không trao giá trị cho người khác được. Không trao giá trị cho người khác được thì mình không có gì ạ? Mình không có cảm xúc tốt đẹp. Và không cảm xúc tốt đẹp thì mình cũng không kiếm được tiền. Không kiếm được tiền thì mình cũng không có thời gian để chăm sóc sức khỏe. Cũng không mua được những cái thuốc, những cái sản phẩm, những cái dinh dưỡng tốt để cho sức khỏe. Đúng không ạ? Hãy chọn lấy một thứ thôi. Mỗi một thời điểm mình thay đổi một thứ thôi. Một thứ khao khát nhất, thứ khao khát thay đổi nhất là gì? Đúng không ạ? Thu nhập, kiếm tiền. Được chưa ạ? Tư duy, trí tuệ. Rồi. Thế thì chúng ta hãy gắn cái nỗi đau của mình vào cái điểm hiện tại, bằng cách chúng ta trả lời câu hỏi là điều gì sẽ diễn ra với mình sau 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa nếu chúng ta vẫn như ngày hôm nay. Tức là chúng ta không thay đổi về sức khỏe, không có luyện tập, không thay đổi về mặt tiền bạc, không thay đổi về mặt công việc. Chúng ta vẫn kiếm được số tiền như hiện nay. Chúng ta vẫn có những kiến thức mà chúng ta biết đến hiện nay. Và chúng ta tưởng là chúng ta biết hết rồi. Chúng ta vẫn có cái sức khỏe như hiện nay. Và chúng ta nghĩ rằng sức khỏe của chúng ta đã tuyệt vời rồi. Đấy. Thì điều gì sẽ diễn ra nếu mà chúng ta không thay đổi? Nó có tốt hơn không? Hay nó tệ đi? Nếu chúng ta không tập luyện thể dục thể thao thì sức khỏe chúng ta sẽ đi lên hay đi xuống? Chúng ta nhìn những người mà sống trước chúng ta 5 năm, 10 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa thì sức khỏe họ ra sao? Những người họ đã lớn tuổi rồi, 50, 60, 70 tuổi, khi đó họ nghĩ thế nào về sức khỏe? Chúng ta hãy đặt mình vào cái giai đoạn đó để làm gì ạ? Để mình thấy rằng nếu mình không thay đổi thì sức khỏe của mình càng ngày càng đi xuống, tiền bạc của mình càng ngày càng ít đi. Công việc của mình nếu không thay đổi thì mình sẽ không kiếm được thêm nhiều tiền. Cuộc sống thay đổi liên tục mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta đang bị thụt lùi. Chúng ta sẽ thua kém so với bạn bè như nào? Con cái chúng ta sẽ thua kém so với bạn bè của nó như nào? Bố mẹ chúng ta sẽ phải chịu đau đớn như nào khi chúng ta không có tiền để giúp đỡ cho bố mẹ? Nếu bố mẹ chúng ta gặp vấn đề về sức khỏe mà bác sĩ nói rằng cần 100 triệu, cần 1 tỷ, cần 10 tỷ, cần 100 tỷ để chữa cho bố mẹ chúng ta, thì khi đó chúng ta sẽ nghĩ ra sao? Chúng ta sẽ nói rằng con bó tay rồi, con là đứa con bất hiếu. Lúc đó chúng ta sẽ khóc khi người thân mình không còn trên đời này nữa, hay chúng ta đã mỉm cười bởi vì chúng ta đã cố gắng hết sức và chúng ta đã giúp đỡ cho gia đình mình có những cái điều kiện tốt nhất? Rất nhiều người khóc khi người thân mình ra đi, nhưng có những người không khóc bởi vì họ không có gì phải hối tiếc khi người thân của họ ra đi hết. Họ đã làm hết sức có thể và họ đã cố gắng hết sức. Họ không có đợi đến lúc mà người thân của mình ra đi thì lúc đó mới khóc những cái giọt nước mắt tiếc nuối. Tiếc nuối vì mình đã không nói những cái lời yêu thương nhiều hơn. Tiếc nuối vì mình đã không chăm sóc cái người thân của mình kỹ hơn. Tiếc nuối vì mình đã không cho người thân của mình những cái điều kiện tốt nhất. Được không ạ? Mình khóc bởi vì mình đã không làm được cái điều gì đó. Còn nếu như mà bạn đã làm tất cả mọi điều một cách tốt nhất rồi thì khi người thân mình ra đi, mình không cần phải khóc. Mình hãy mỉm cười bởi vì họ đã hoàn thành cái sứ mệnh của họ và họ tiếp tục một cái hành trình mới ở một thế giới khác. Có thế thôi. Được không ạ? Đó. Đừng để mình phải hối hận khi mình đã không làm cái điều gì đó. Phần lớn mọi người hối tiếc những điều gì đó trong cuộc đời này thì những điều đó là những điều mà họ không làm, chứ không phải là những điều mà họ đã làm. Theo một thống kê thì rất nhiều những người
lớn tuổi, họ đều cảm thấy hối tiếc vì những việc mà họ không làm, chứ không phải những việc mà họ đã làm. Đấy. Ok không ạ? Thì chúng ta hãy quyết định là chúng ta phải làm những việc mà chúng ta cần phải làm. Rồi. Sau đó thì chúng ta hãy xác định cái điều mà chúng ta, cái điều mà tầm nhìn chúng ta, cái mong muốn hay là cái sung sướng hay là cái điều mà chúng ta sẽ đạt được là gì. Ví dụ anh chị em đang có một cái sức khỏe chưa tốt, tức là chúng ta chưa chạy được 10 km, chưa chạy được 21 km, chưa chạy được 42 km, thì chúng ta gì ạ, đặt cho mình một cái mục tiêu và chúng ta đặt cho mình một cái mơ ước. Điều gì diễn ra nếu như tôi có thể chạy được 42 km? Điều gì sẽ diễn ra? Bắt đầu mình xây dựng cho mình cái tầm nhìn, cái ước mơ. À, ví dụ như Huy chẳng hạn nhé. Điều gì sẽ diễn ra khi mà Huy chạy được 42 km? Thứ nhất, nếu tôi có thể chạy được 42 km thì tôi sẽ có một cái sức khỏe tốt, tôi có một cái body đẹp, đúng không ạ? Khi mà anh chị em tập luyện để mà đạt được cái đó ấy, thì chúng ta sẽ có một sức khỏe tốt này, chúng ta sẽ có một cơ thể đẹp hơn này, đúng không ạ? Rồi thứ ba nữa, khi mà tôi chạy được 42 km thì tôi sẽ cảm thấy mình là người chiến thắng, mình chinh phục được chính bản thân mình. Mà người ta có nói rằng chiến thắng bản thân là chiến thắng quan trọng nhất. Mình chiến thắng được bản thân mình thì mình có thể chiến thắng được mọi cuộc chiến ngoài kia. Và mình có niềm tin mạnh mẽ rằng mình có thể làm được những thứ khác lớn lao hơn. Và người nào có niềm tin mạnh mẽ về bản thân mình thì người đó có khả năng thành công lớn hơn. Có được không ạ? Có đúng không ạ? Rồi, nếu như mà tôi có thể chinh phục được 42 km thì tôi có thể giúp đỡ nhiều người hơn bằng chính cái câu chuyện của mình. Khi mà mình kể cái câu chuyện này cho người khác, mình có thể truyền cảm hứng cho người khác để họ cũng bắt đầu xỏ giày vào và bắt đầu chạy bộ. Mình truyền cảm hứng cho người khác để họ thay đổi, để thay đổi về dạng, về tâm thức, về tư duy, về sức khỏe, về trí tuệ, về tâm hồn. Thì đấy là cách để giúp cho họ phát triển bản thân. Và khi họ phát triển bản thân thì công việc kinh doanh của họ cũng phát triển, gia đình của họ cũng hạnh phúc hơn và cuộc sống của họ thay đổi. Và khi họ thay đổi cuộc sống, họ quay trở lại, họ cảm ơn mình, họ biết ơn mình, họ nói rằng cảm ơn anh Huy, cảm ơn thầy Huy, bởi vì ngày xưa nhờ cái câu chuyện của thầy mà tôi đã thay đổi. Và nhờ cái sự thay đổi đó mà hiện nay tôi đã có một cuộc sống mơ ước, tôi đã có một cuộc sống viên mãn. Và đó chính là cái điều mà Huy muốn nghe nhất. Đó chính là cái hạnh phúc mà không phải ai cũng có. Đó là cái hạnh phúc mà tiền không thể nào mua được. Và chính cái niềm hạnh phúc đó nó thôi thúc Huy, nó khiến cho Huy phải phải xỏ giày vào và đi ra đường. Bây giờ thì Huy bắt đầu một cái cuộc hành trình mới, một cái chinh phục mới. Đó là chinh phục bơi 5 km trên biển, với một cái mong muốn, một cái mơ ước xa hơn, đó là phải chinh phục 10 km bơi biển. Xa hơn nữa, đó là một giải Ironman. Tất cả những cái điều này nó đều là những cái thứ khiến cho Huy cảm thấy run sợ, cảm thấy khó khăn. Bởi vì có rất nhiều rào cản, khi mà mình đặt mục tiêu thì có rất nhiều rào cản. Nhưng Huy đã bắt đầu cuộc hành trình này. Chỉ cách đây khoảng độ 1 tháng thôi, Huy không nghĩ rằng mình có thể bơi được 1 km. Nhưng Huy đã hoàn thành cự ly bơi 1,5 km và ở open water, tức là bơi ngoài hồ, bơi ngoài sông, không phải bơi trong bể bơi. Đấy. Và sau đó thì cũng hoàn thành 5 km bơi trong bể bơi liên tục, tức là cứ bơi đi bơi lại, bơi đi bơi lại, bơi đi bơi lại, tất nhiên nó có những khoảng nghỉ. Đấy. Nhưng mà bơi trong 4 tiếng đồng hồ, Huy bơi 3 tiếng đồng hồ, gần 3-4 tiếng đồng hồ bơi liên tục 5 km. Và tiếp theo là sẽ bơi ngoài biển, bơi liên tục 5 km ngoài biển. Đó. Thì đấy là cái ước mơ, cái tầm nhìn của Huy, và Huy sẽ chinh phục nó trong một cái ngày gần nhất. Và khi mà Huy chinh phục được nó thì Huy sẽ có câu chuyện để truyền cảm hứng cho mọi người. Có rất nhiều người không có cái ước mơ, rất nhiều người không có rèn luyện, rất nhiều người không có cái mong muốn để đạt điều đó. Nhưng Huy có nhận thức rằng chỉ khi nào cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta có một tâm trí phát triển. Nếu mà anh chị em muốn phát triển bản thân thì cũng phải phát triển bản thân trong một cái cơ thể khỏe mạnh.
Bởi vì nếu như chúng ta bị ốm, chúng ta bị bệnh, chúng ta bị đau, chúng ta sẽ không thể nghĩ được gì, chúng ta sẽ không thể kiếm được tiền, đúng không ạ? Rồi nếu như mà chúng ta không học tập, không phát triển thì chúng ta cũng không nghĩ rằng là chúng ta cần phải tập luyện thể dục thể thao. Nếu chúng ta không tập luyện thể thao, không phát triển thì chúng ta không thể nào tìm ra được cách để kiếm tiền. Rất nhiều người bế tắc trong cái việc mà kiếm tiền thì họ cũng bế tắc trong cái việc mà học tập, họ cũng bế tắc trong cái việc mà sức khỏe, họ cũng bế tắc trong cái việc mà xây dựng mối quan hệ với người khác, họ cũng bế tắc trong cái việc xây dựng cái hạnh phúc trong gia đình. Đa phần là như vậy, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và đấy là cái lúc mà chúng ta cần phải thay đổi. Cái việc mà chúng ta tập luyện thể thao hay là học tập mỗi ngày, hay là là thay đổi cái công việc để giúp cho mình có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, thì bắt buộc chúng ta phải rèn luyện cái ý chí của mình, cái sự kiên trì của mình, rèn luyện những cái năng lực của mình để mình vượt qua được những rào cản, vượt qua được những khó khăn. Và để vượt qua những khó khăn ấy thì chúng ta phải đọc tên ra những khó khăn đó. Cái chữ R ấy, chúng ta phải đọc tên ra nó. Chúng ta phải xác định ra cái rào cản ở đây là gì. Ví dụ như trường hợp của Huy. Khi mà Huy quyết định là bơi 5 km đường ngoài biển thì Huy cũng có nỗi sợ là gì ạ? Sợ bị chết đuối, sợ chết. Đúng không ạ? R nó là gì ạ? Nó là một cái rào cản. Huy có nỗi sợ, đó là sợ chết. Sợ gì nữa? Sợ mệt. Sợ gì nữa? Sợ thất bại. Sợ gì nữa? Sợ bị chê cười. Anh chị em thử nghĩ xem, nếu mà mình chia sẻ cái mục tiêu của mình ra trước bàn dân thiên hạ này mà mình không đạt được thì người ta bảo thằng này chém gió. Mình không làm được thì bảo là chém gió. Có đúng không ạ? Và mình bị sợ bị chê cười, sợ bị người khác coi thường, sợ người khác khinh bỉ, sợ người khác là gì ạ? Là không trân trọng mình. Cho nên mình không dám làm và không dám đặt mục tiêu và không dám chia sẻ cái mục tiêu của mình ra. Nhưng Huy tin rằng mình sẽ làm được. Huy tin chắc chắn rằng mình có làm được. Mặc dù Huy là một người bị thoát vị đĩa đệm rất là nhiều năm, Huy đã chinh phục được 42 km. Thì Huy có niềm tin vào bản thân rằng mình có thể làm được điều này. Và Huy có cơ sở để có niềm tin này. Được chưa ạ? Những cái rào cản nó đến từ những cái nỗi sợ. Sợ rằng mình không có tiền để tham gia những cái giải để mà bơi ngoài biển. Bơi ngoài biển anh chị em cũng biết là nó cũng phải mất tiền. Nó cũng phải có những cái giải, chứ không phải tự nhiên mình bơi một mình đâu. Mình bơi giải đấy, và để mà tổ chức cái giải đấy, người ta phải xin phép chính quyền địa phương. Nó phải có cano, nó phải có vợ cứu trợ, nó phải có thuyền đi kèm, nó có phải có y tế, nó phải có công an, nó phải có rất nhiều thứ đi kèm. Thì cũng phải mất tiền đó. Hoặc là tham gia giải Ironman thì mất rất nhiều tiền, vài chục triệu đến vài trăm triệu là chuyện bình thường, đúng không ạ? Và nếu như anh chị em mong muốn thay đổi về tài chính, về tiền bạc thì cũng có rất nhiều cái rào cản ở đây. Rào cản đấy là nỗi sợ. Nỗi sợ rằng mình không làm được. Nỗi sợ là sẽ là khó khăn. Nỗi sợ rằng là mình sẽ không đủ sức. Nỗi sợ rằng mình không đủ thời gian. Nỗi sợ rằng mình không đủ sức khỏe. Nỗi sợ rằng mình không đủ trải nghiệm. Nỗi sợ rằng mình không đủ tiền để làm. Nỗi sợ rằng mình không đủ mối quan hệ để làm. Thì tất cả nỗi sợ đó nó làm cho chúng ta nhỏ bé đi, làm cho chúng ta không vượt qua được cái rào cản và không đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn. Nếu anh chị em chúng ta muốn học tập nhiều hơn thì chúng ta cũng có nỗi sợ rằng chúng ta không đọc được sách. Rất nhiều người nói rằng tôi cứ cầm cuốn sách là tôi buồn ngủ, có không ạ? Đấy. Rồi có rất nhiều người nói rằng là tôi không biết làm thế nào để học tập, hoặc là tôi không biết học tập thì nó có giá trị gì. Đó. Thế thì những cái nỗi sợ này nó khiến cho chúng ta không vượt qua được. Và việc của chúng ta phải đọc tên nó ra. Đọc tên nó ra, sau đó chúng ta đặt câu hỏi là nỗi sợ này có thực sự tồn tại hay không? Nó có thực sự diễn ra hay không? Hay nó chỉ diễn ra ở trong đầu óc của chúng ta mà thôi? Những người khác họ có làm được cái điều này không? Chúng ta nhìn những người khác họ có làm được điều này không? Nếu chúng ta nhìn ra xung quanh mình có rất nhiều người không làm được thì đây là lúc mà chúng ta cần phải thay đổi cái môi trường của mình. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nhìn ra xung quanh mình toàn những cái thằng mà nó không chạy bộ, toàn những thằng mà nó không dám đặt mục tiêu gì đó cho cuộc đời của mình,
ta những thằng không có khát khao, không có ước mơ, thì đó là dấu hiệu, đó là tín hiệu mà chúng ta cần phải thay đổi cái môi trường, cái bối cảnh của những cái người mà gì ạ, mà chúng ta thường xuyên nói chuyện, thường xuyên gặp. Đừng nói chuyện, đừng gặp, đừng quan hệ với những người như vậy nữa, kể cả họ là người thân, người nhà của mình. Tại sao ạ? Bởi vì họ không giúp mình tiến về phía trước, họ chỉ giúp mình đứng ở đó hoặc lùi về phía sau mà thôi. Bởi vì họ cũng không học tập, bởi vì họ cũng không phát triển, bởi vì họ cũng không rèn luyện. Cho nên họ sẽ nói rằng thằng này bị hâm mà. Thế mà cứ suốt ngày học từ 5 giờ sáng đã thấy học, rồi đã thấy tập thể dục bị điên, sao lại làm cái việc vớ vẩn, chẳng có giá trị gì. Việc gì đấy thì liên quan đến việc kiếm tiền. Có bao giờ anh chị em đã bị người thân, người nhà, bạn bè mình nói những câu như vậy chưa? Huy thì Huy gặp rồi, Huy thì Huy có rồi. Mình đi học cũng không vui đâu, họ không vui đâu, họ không thích đâu. Tại sao ạ? Bởi vì khi mình phát triển lên ấy, thì họ sao ạ? Họ cảm thấy bị đau đớn. Anh chị em nghe câu chuyện của con cua chưa ạ? Cái chậu cua người ta để ngoài chợ, người ta không có lắp, nhưng không có con cua nào gì ạ, trèo ra ngoài được hết. Bởi vì cứ một con cua trèo lên thành thì ba con cua khác cầm chân kéo xuống. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mình thành công ấy, mình phát triển lên ấy, thì họ cảm thấy họ đau đớn bởi vì họ không phát triển. Bây giờ anh chị em cứ tưởng tượng thằng bạn mình ấy, nó cứ suốt ngày bảo: "Ôi hôm nay tao lại vừa mua được cái nhà, ôi ngày mai tao vừa mua được cái xe, ôi tao lại đổi xe rồi, ôi tao lại đổi nhà rồi, tao lại mua cái nhà to hơn rồi, ôi tao kiếm được 1 tỷ một tháng ấy. Mày thì thế nào?" Mẹ nó hỏi câu sóc hông. Mẹ mình vẫn kiếm được 5 triệu một tháng. Mẹ nó chỉ mua hết nhà này nhà kia, xong mình ghét làm sao mà đéo chơi với nó nữa. Có đúng không ạ? Đấy. Cho nên là đôi khi á, là anh chị em chúng ta ấy, là nghe những cái câu chuyện mà nó kể lể là: "Ui tao chán lắm, cuộc đời bi đát, chồng tao nó không hiểu tao, vợ tao cũng không hiểu tao, rồi thế này thế kia." Thì mình nghe mình rất khoái, mình vảnh tai lên mình nghe. Đấy, bởi sao ạ? Mình nghe những cái đau khổ của người khác ấy, mình cảm thấy mình còn hạnh phúc, mình còn sung sướng. Nhưng mà nó mà khoe: "Úi giời, chồng tao tuyệt vời, vợ tao mỹ mãn, xinh đẹp thế này thế kia, đấy, chiều chồng yêu thương con, chung thủy các thứ, rồi là gì ạ, vợ đẹp, con ngoan, nhà xịn, xe xịn." Thì làm sao ạ? Mình im lặng và gì ạ, lủi thủi đi chỗ khác. Đúng không anh em? Đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình cảm thấy đau đớn. Thế mình đặt mình vào cái trường hợp người ta cũng thế. Mình mà phát triển lên, mình kiếm được nhiều tiền lên, mình rèn luyện thể thao, mình thành công hơn, thì những cái người mà họ đang không phát triển, những người xung quanh mình, những người bạn bè, những người thân xung quanh mình, họ không thích đâu. Trừ những người nào họ cũng có tư duy phát triển. Đấy. Đúng không ạ? Còn nếu họ tư duy cố định, họ không thích đâu. Họ không thích mình phát triển. Mình phát triển thì làm sao ạ? Mình sẽ chơi những người mới. Đúng không? Bây giờ hai vợ chồng này, ông chồng mà phát triển thì ông chồng có mối quan hệ mới, và bà vợ không thích điều này. Bà vợ mà phát triển, bà vợ học tập, ông chồng bảo: "Học gì học lắm đấy, làm đi." Đấy, kiểu kiểu vậy. Hoặc là gì ạ? "Học thằng này học thằng kia làm cái gì?" Đấy, kiểu kiểu như thế. Nó chém gió thì làm cái gì? Đó. Cho nên họ cảm thấy kém cỏi, cho nên họ gì ạ? Họ ngăn cản chúng ta. Đó. Thế thì việc của chúng ta đó là mình vẫn yêu thương họ nhé, vẫn biết ơn, vẫn yêu thương họ bình thường. Nhưng có điều là chúng ta gì ạ? Xác định chúng ta làm chủ cuộc đời của mình. Mình làm chủ cuộc đời của mình thì mình phải gì ạ? Mình phải thay đổi. Đây là sự nhận thức. Đúng không ạ? Đây là sự nhận thức. Đó. Vì vậy anh chị em chúng ta là gì ạ? Là khi mà chúng ta xác định ra được cái khát khao, cái ước mơ của mình, xác định ra cái vấn đề của mình, và bắt đầu là gì ạ? Tìm ra được cái rào cản. Những cái môi trường xung quanh chính là cái rào cản khiến cho chúng ta không phát triển được. Việc của chúng ta đó là thay đổi cái môi trường. Zoom cả gáy cũng là một cái môi trường mà anh chị em chúng ta gì ạ? Là cần phải tham gia. Bởi vì tham gia cái môi trường này thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái câu chuyện, nghe những câu chuyện của những người khác. Và khi đó chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ thấy: "À, hóa ra ở ngoài kia có nhiều thứ hay ho như vậy." Thì lúc đó chúng ta bắt đầu là gì ạ? Chúng ta bắt đầu có sự thay đổi, có sự nhận thức, đúng không ạ? Và cuối cùng, để mà tạo ra sự thay đổi thì chúng ta cần phải có những cái quyết định, cần phải có những cái
bước chân đầu tiên, những cái hành động nhỏ mà chúng ta cần phải làm được ngay, đúng không ạ? Những hành động nhỏ làm được ngay đó, thì đó là những cái bước chân đầu tiên, những cái thứ đầu tiên. Ví dụ như anh chị em muốn học tập về phát triển bản thân thì anh chị em phải ra quyết định, đó là chúng ta sẽ phải vào Zoom cả cái học hàng ngày, chúng ta phải mua sách. Bước 1 đó là mua sách, bước 2 đó là quyết định là đọc sách, đúng không ạ? Sau đó là chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ hành động từng những bước nhỏ nhất. Đọc sách, hãy đọc một tờ, đọc một chương đầu tiên thôi. Đọc một quyển sách thì bắt đầu từ một tờ giấy, một tờ trong cuốn sách đấy, một trang trong cuốn sách đấy thôi, đúng không ạ? Đấy, học một cái video thì bắt đầu bằng cách là mở cái video đấy lên, đấy ạ, bằng cách là tìm kiếm video đó, đấy, sau đó là bật để mở nó lên. À, học cách để mà tập thể dục thì bằng cách là đơn giản là ra quyết định, đặt đồng hồ, sau đó là gì ạ? Buổi sáng dậy, xỏ chân và giày để mà bắt đầu chạy, hoặc là buổi sáng bận Zoom cả gái thì chạy buổi tối. Ví dụ như là Huy thì thường hay là gì ạ, là học Zoom cả gái xong thì Huy đi chạy, hoặc là Huy vừa chạy Huy vừa đeo tai nghe. Rất nhiều cách đấy, có rất nhiều người có những cái rào cản là tôi không biết cách làm như thế nào, rồi tôi không có thời gian, thì tất cả những rào cản này nó chỉ là cái nỗi sợ mà chúng ta cần phải vượt qua, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ vượt qua được nếu mà chúng ta có đủ nỗi đau, có đủ sự sung sướng và có những cái bước chân đầu tiên, có những cái hành động đầu tiên thì chúng ta sẽ vượt qua được. Còn nếu mà chúng ta ngồi chúng ta nghĩ thôi ấy, thì xin thưa với anh chị em là mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ chúng ta vượt qua được những rào cản. Không bao giờ chúng ta được vượt qua được nỗi sợ nếu chúng ta cứ suốt ngày tập trung vào nỗi sợ. Suốt ngày chúng ta nói với bản thân mình rằng à, tôi không đủ khỏe, tôi không có giày, tôi không biết chạy như nào cho đúng, tôi không biết tập như nào cho đúng, rồi tôi không biết là có tập được không, tôi không có tiền, rồi tôi không quen, rồi mình cứ nói cho mình những cái câu chuyện tiêu cực như vậy thì không bao giờ mình phát triển được. Mình phải nói cho mình những câu chuyện là tôi làm được, tôi tin tưởng, tôi làm được, tôi chắc chắn làm được, tôi phải làm cái điều này, bởi vì không làm điều này thì tôi sẽ chết, không làm điều này thì tôi sẽ đau khổ, không làm điều này thì tôi sẽ nhục nhã. Đúng không ạ? Và làm điều này thì tôi sẽ thành công, làm điều này tôi sẽ sung sướng, làm điều này tôi sẽ hạnh phúc, làm điều này tôi sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người, làm điều này thì tôi sẽ kiếm được nhiều tiền. Đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta làm. Nếu mà bạn muốn thì bạn sẽ tìm ra cách, nếu bạn không muốn thì bạn sẽ tìm ra lý do. Cho nên tất cả những người mà đang có những lý do rất là hợp lý ấy, thì chỉ đơn giản đó là họ chưa muốn, họ chưa có nỗi đau và họ chưa có niềm sung sướng, họ chưa có những cái hành động nhỏ để họ làm điều này. Đúng không ạ? Được chưa? Cho nên nếu như bạn thực sự muốn thì bạn sẽ tìm ra cách. Nếu như bạn không tìm ra cách tức là bạn chưa thực sự muốn. Cho nên đừng nói rằng là tôi muốn, hãy nói rằng tôi phải làm điều này. Đúng không ạ? Ví dụ như là Huy không nói rằng là tôi muốn chinh phục 5 km, Huy nói rằng tôi có kế hoạch để làm điều đó. Thực ra là ngày 14 tháng 8 đáng ra là Huy tham gia cái giải mà bơi 5 km ở đảo Lý Sơn. Đấy. Tuy nhiên thì đúng vào cái ngày đó thì con Huy nó bị Covid, và Huy cũng có những cái trục trặc khác, cho nên là mình không tham gia được. Tức là mình đã có kế hoạch để làm việc đó rồi. Mình có kế hoạch để làm việc đó. Đấy. Nhưng mà vì một số lý do rất là khách quan cho nên là mình không thể làm được. Nhưng mà Huy ngay lập tức Huy đã có một cái lịch khác, đó là gì ạ? Huy sẽ bơi ở biển ở Cát Bà. Có kế hoạch luôn, chứ không phải là mình lý do để mình không làm, mà lý do để mình làm, đúng không ạ? Và chắc chắn mình sẽ làm. Và một ngày đẹp trời nào đó Huy sẽ kể câu chuyện mà Huy đã bơi 5 km ngoài biển như nào. Anh chị em đón chờ cái phần chia sẻ này của Huy được không ạ?